Vâng, xin chào tất cả anh chị. Có nghĩa là một mẫu xe lên tới 2 tỷ 500 triệu đồng. Nó cực kỳ là sang xịn, cực kỳ là chất lượng, một cái thương hiệu hàng đầu thế giới, cái này không cần phải bàn. Nhưng đặc biệt nó còn nguyên bản các anh chị nhé. Tất cả sản phẩm xe và đam mê đều có cam kết bảo hành 150 con động cơ, bao không đâm xô, không thủy kích ngầm nước các bác nhé. Đấy, để các bác yên tâm. Vậy thì một cái mẫu xe lên đến 2 tỷ rưỡi và nó còn xịn sò, chất lượng, an toàn. Đấy. Thì bây giờ nó được bán bao nhiêu ạ? Với giá 535 triệu đồng. Thì đây là bản cao cấp nhất. Dòng này thì nó có là C200, C250 và C300. Thì đây là một chiếc C300. Nếu mà so sánh thì bây giờ các bác chạy một con Camry mới tinh 1 tỷ 500 triệu đồng. Không thể sướng bằng chiếc xe này, không thể an toàn bằng chiếc xe này được và không đẳng cấp được. Đấy. Khẳng định với các chị luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái này thì được lên form mới này, máy mới này, hộp số cho lích mới này, thì chạy nó sang xịn rồi. Đó. Các bác có thể thấy luôn vào cái khoang nội thất để các bác có thể thấy cảm nhận về chiếc xe. Đầu tiên thì cái vật liệu và cái chất liệu của da của nó thì các bác có thể thấy cảm nhận luôn là tại sao mà nó sang xịn, cách âm chống ồn tốt và đẳng cấp. Đấy, thì đây nó là da mềm nhé, chứ không phải là nhựa, và dưới này thì nó là nhôm phay xước thì không bao giờ bị xước. Đấy. Cái này, cái khóa mở cửa, cái này thì qua thời gian thì có bợt một tí. Thì các bác muốn đẹp thì đây, mua những cái này, dán nó vào. Mua thêm cái bộ này khoảng 300 nghìn nữa, dán toàn bộ cái này vào thì nó rất là đẹp. Đấy, cái gì nó cũng qua thời gian. Thì cần nhìn cái hệ thống chỉnh ghế thôi, nó nằm trên cửa này, các bác nhé. Và có 3 vị trí nhớ ghế, kể cả là bên cửa lái và cửa phụ đều được trang bị như nhau. Đó, nó rất là sang xịn. Tất cả từ cái tựa đầu này, các bác có thể thấy tôi chỉnh điện này, nó lâng lên này, hạ xuống đều bằng chỉnh điện luôn. Đó, ghế chỉnh thì các kiểu con đà điểu và rất nhiều hướng. Và cái da của nó qua thời gian thì các bác nhìn 2-30 năm vẫn bền, vẫn xịn sò. Cái độ hoàn thiện của chiếc xe thì phải nói là nó cực kỳ là cao cấp luôn, từ đường kim mũi chỉ các bác nhé. Và đặc biệt từ cái bản lề các bác nhìn thấy tại sao nó an toàn, nó rất to vững chãi. Ngoài những cái vật liệu và chất liệu cao cấp để tăng cái tuổi thọ của chiếc xe, thì phải nói là thương hiệu của Mẹ thì nó là hàng đầu thế giới. Thì cái form mới thì cái vô lăng nó cũng là mới, ba chấu rất là đẹp các bác nhé. Cái này thì động cơ là V6 3.0, thì nó được tích hợp cả cái gì ạ, hạn chế tốc độ và ga tự động cruise control, và cái này là gạt mưa và xi nhan các bác nhé, và đèn thì là auto, và từ cửa gió điều hòa của mẹ thì nó sang xịn rồi. Vật liệu của nó đây là da mềm này, là hoàn toàn là nó không có chi tiết của nhựa các bác nhé, và đây là da qua thời gian này. Đấy. Và dàn âm thanh của nó thì nó trùng là nó quá hay. Nghe những dàn âm thanh này thì thực sự là đã bước lên nghe thì không muốn xuống các bác nhé. Đấy, tất cả 4 cánh cửa đều là auto và gương chỉnh ở đây. Đó, các bác nhé. Đấy. Và vô lăng thì đều được chỉnh điện. Các bác có thể thấy rằng tôi có thể chỉnh điện nhiều hướng này. Đấy, nhiều hướng này, ra vào này. Đấy. Nó sang xịn đến mức độ như vậy và có gậy số vô lăng này. Đấy. Thì cái này có 2 chế độ chạy. Đấy. Thì cái này là có chế độ lạnh chạy các bác chỉnh ở đây. Thì nó có S và M và E, 3 chế độ. Đấy, E, S, M có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu và mạnh mẽ và siêu mạnh mẽ là chế độ S, và củ số da zin xịn sò sờ rất mát tay. Đó, các bác có thể thấy nó rất ok, và đặc biệt là phần trần thì nó là màu đen tim than rất là sang xịn, và cái này thì đương nhiên nó sang xịn lắm rồi, cái này miễn phải bàn rồi, quá sang xịn rồi các bác nhé. Đấy, chỉ cần nói đến như vậy thôi thì chúng ta cũng hiểu được cái giá trị của chiếc xe Mẹ. Thì bản này nó là AMG, nó là lên bản cao cấp nhất, thì nó là AMG, thì có gạt mưa này, có rèm che nắng này các bác nhé, rèm che nắng này, và tất cả đây là sang xịn, da mềm này, nhôm phay, thì cái này tôi đã nói rồi, thì chúng ta cũng làm nhanh thôi. Đấy, từ cái tựa đầu của nó cũng sang xịn làm sao này các bác nhìn đó, xe này vừa về thôi thì tôi cũng quay nhanh. Đấy, các bác có thể nhìn tất cả là xịn sò nguyên bản nhé. Đó, cái độ ngả ghế này, độ ôm ghế này, tựa sườn rất là thích luôn. Và ngồi lên xe Mẹ thì đẳng cấp rồi, bệ tì tay để cốc này. Đấy, cái này để 2 điện thoại và để cốc thì các bác bấm vào đây nhé. Đấy, làm nhanh thôi, làm nhanh cho các bác thôi. Đấy, còn tí nữa các bác đi phần gầm cửa gió điều hòa phía sau. Đó, và trong nó là vẫn là nỉ nguyên bản. Đấy, tất cả từ cái để chân này nó vẫn còn nguyên bản theo xe nhé. Đó, cái thứ hai này, cái này thì bản nó là bản cao cấp AMG, nên nó được lên cái hệ la răng của AMG. Đấy, nó rất là đẹp. Đấy, nó tượng trưng cho ngôi sao 3 cánh. Đấy,
thì cái này nó là 5 cánh rồi chứ không phải 3 cánh nữa, nhưng nó là cánh kép các bác ạ. Đấy, cánh kép và 4 phanh đĩa ABS thì đương nhiên. Và thế hệ mới thì nó lên được cái gì? Đó là đèn led hai vạch. Và cái này thì cộng hưởng với giải đèn phanh và xi nhan thì nó ở đây. Đấy, vì đây nó là bản C300 AMG các bác nhìn từ phía sau đây ạ. Cảm biến cảnh báo va chạm thì 4 lục canh xe rồi, và xe và đam mê thì về sản phẩm thì ok. Và con này được cái biển rất là đẹp 66286. Các bác nào thủ đô hoặc là ở tỉnh thì giữ được con biển này thì cũng rất là ok này. Đó, và đây. Xe Mercedes thì nó trang bị lối tối tân về những cái chế độ an toàn. Cái này là thanh phản quang, mà các bác xe gặp sự cố buổi tối thì chúng ta chống một thanh đầu và một thanh ở đuôi thì xe khác đi soi đèn và sẽ phản ra ánh sáng để biết rằng chúng ta đang đỗ xe. Đúng không ạ? Đấy, nó rất là đơn giản, nhưng nó đầy đủ các chi tiết và xịn sò. Dưới này thì lốp dự phòng này, túi cứu hộ này. Đấy, kích là thép không dỉ này, còn rất mới này, tôn sắt thép đây các bác nhìn này, rất mới luôn. Và những cái túi đồ hướng dẫn xe này, con này mới về thì đây, nhìn nó rất vẫn là bẩn, tôi chưa vệ sinh đâu. Tất cả sách hướng dẫn còn đầy đủ các bác nhé. Và túi cứu hộ của nó cũng còn xịn sò nguyên bản từ xe. Đó, thì ngày mai tôi sẽ cho dọn con xe này để nó sạch sẽ hơn, vì hôm nay thì mấy hôm nay nó hỏng cầu nên là cũng không quay được xe các bác ạ. Đấy, thì hôm nay mới làm xong cầu thì lại quay cho các bác. Đó, thì tôi cũng làm nhanh vì con này chưa dọn dẹp gì thì nhìn nó cũng không được bắt mắt lắm. Đây, nhìn những vết nhơ vết bẩn đây. Đây, nó cứ loang lổ. Cái lau chùi đi thì nó sạch thôi. Đấy, và cái này thì có rèm che nắng cái gì ạ? Phía sau này thì nó là rèm điện, thì tí tôi sẽ bật lên cho các anh chị. Đó. Và xe mẹ thì nó rất là tuyệt vời, tạo lên hai cái lần gioăng lên cách âm chống ồn rất là tốt, ngoài những cái kính nhiều lớp và rất là dày. Thì phải nói là đóng cửa xe mẹ nó rất là tuyệt vời. Đấy, rất chắc chắn các bác nhé. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đây, cửa phụ đây cũng đều được trang bị là cái gì, ba vị trí như ghế và ghế chỉnh điện, da xịn sò. Đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng cái gì, đây là rèm điện này. Đấy, rèm điện đây. Đấy, cái rèm nắng sau nhé là chúng ta chỉnh một nút điện. Đấy, tôi có thể ngồi đây và tôi chỉnh được điều hòa auto tự động hai vùng lồng nắp, và một cái đầu đĩa là 6 đĩa CD cực kỳ hay. Và đây là một cái màn hình để điều khiển cho xe. Và cái thế hệ mới thì cái bản tâm nô tâm ni thì, và những cái đồng hồ, cụm đồng hồ nó rất là đẹp mắt rồi. Đấy, không thiếu cái chức năng gì các bác nhé. Và cái ngày hôm nay thì tôi cũng tháo toàn bộ cái phần ốp nhựa ở máy ra để quay cho các bác cỗ máy, để các bác nhiều lúc các bác cứ về ăn khoăn mà hỏi rất là nhiều nên tôi tháo hết ra là quay cho các bác rồi. Đó, và cái đặc biệt cái đĩa đằng trước nó là được đục lỗ. Thì đục lỗ thì cái tăng cái độ bám ma sát và nó sẽ thoát nhiệt tốt hơn khi các bác đổ đèo phanh liên tục các bác nhé. Cái con này là mới về, và bây giờ thì tôi cho các bác xem cái khoang động cơ. Cái form mới thì các bác có thể nhìn cái phần đèn biết ngay, nó trang bị tới hai giải đèn led và rửa đèn, cảnh báo va chạm là 4 lục quanh xe về chế độ an toàn của xe mẹ thì thôi không có gì phải bàn rồi. Đấy, cái bóng bên kia thì nó đang chập chờn cả. Đấy, ngày mai thì tôi cho xử lý lại. Đấy, bóng kia nó hơi chập chờn các bác nhé. Và bây giờ xin mời các bác đi luôn một khoang động cơ, sau đó chúng ta đi toàn cảnh chiếc xe, và sau đó thì cái gì ạ, đi xuống phần gầm để thấy cái chất lượng chiếc xe mẹ nó như thế nào. Và đây ạ, đây là cỗ máy. Cỗ máy của nó là V6 3.0, nhưng các bác có thể thấy là xe đam mê tuyển chọn chất lượng xe thì phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ những dòng xe này, bởi những dòng xe này thì nó kỹ tính nên chúng tôi cũng phải chọn kỹ cả. Thì các bác nhìn cái khoang động cơ mà tôi tháo hết ra rồi. Các bác thấy những chiếc xe trước thì tôi quay thì những tấm nhựa nó phủ hết đây bảo vệ máy, nhưng mà bây giờ thì tôi có thể tháo hết ra để quay cho các bác để thấy cái cỗ máy nó xịn sò và nó đẹp như nào. Da máy nó trắng bóc vào từng con ốc. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Đấy, nó quá là ok và xịn sò luôn. Nên các bác mua những sản phẩm xe và đam mê, đấy, quay rất kỹ như này thì các bác ở xa cũng không mất thời gian. Đấy, nhiều bác đến xem xe nó không được như ý, mất thời gian. Nói thì cứ bô bô hay như đúng rồi, xin tuyệt đối, nhưng đến xem xe thì nó không được như ý, mất thời gian của các bác. Và các bác có thể thấy xe và đam mê quay thì cực kỳ kỹ lưỡng. Đây, từ con ốc con máy này thì rất tuyệt vời. Con này phải nói là cỗ máy thì nó quá tuyệt vời mà trời luôn. Từ tem mát còn nguyên nhé, tem mát này các bác này. Đấy, vậy thì chả có lời nào mà quay cho các bác mà tháo tung hết ra quay cho các bác như này, để các bác cảm nhận luôn về cái cỗ máy từ mã số này. Đấy, và gầm bệ chúng tôi cũng quay luôn, bởi vì chúng tôi khẳng định là làm những cái dòng xe có chất lượng. Đấy, cam kết. Đấy, thì mới dám làm được như thế này. Còn các cơ sở khác thì chắc là tôi nghĩ là không thể làm được như chúng tôi được, tôi khẳng định luôn.
bởi vì họ không thể dám khẳng định với các bác là thương hiệu những sản phẩm chất lượng như Xe Và Đam Mê thường làm được. Bởi chúng tôi không tham rẻ để mua những cái xe kém chất lượng về bán là không có. Đó, trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán xe, nhưng tôi khẳng định rằng những chiếc xe thực sự là những chiếc xe hoàn toàn là chất lượng thì khẳng định chỉ có Xe Và Đam Mê. Dám khẳng định và nói to với anh chị là những chiếc xe chúng tôi bán ra đều được tuyển chọn rất là kỹ về chất lượng và có những cái gói bảo dưỡng toàn xe, nên các chị về đi chỉ có việc là đổ xăng là đi thôi. Đó, các bác rất là yên tâm và bán có cam kết bảo hành. Đó, nên các bác là tuyệt đối yên tâm rồi. Đấy, thì vậy đây là một chiếc Mercedes 300 AMG được sản xuất năm 2011 các bác nhé. Đấy, đang được chào bán với giá là 535 triệu đồng. Đó, 535 triệu đồng. Còn những cái chi tiết gì thì ngày mai bắt đầu tôi cho rõ. Đấy, cho nó sạch sẽ, nhìn nó bắt mắt hơn, đúng không ạ? Vì cái xe qua sử dụng thì đến nay thì là 11 năm rồi, thì đương nhiên nó đều có vấn đề về qua thời gian, thì chúng ta có thể chăm chút lại để nó đẹp đẽ hơn. Thì cái điều đó là ai cũng biết rồi. Chứ chúng ta mua một cái xe qua 10, 11 năm mà đòi hỏi cái gì như một cái xe mới thì cái điều đó là không có. Bởi vì bây giờ nó là 2,5 tỷ, và bây giờ chúng ta chỉ bỏ ra một cái mức tiền gần như là chỉ bằng 1/5 của nó thôi, đúng không ạ? Bằng 1/5 của chiếc xe thôi, thì nó phải có khấu hao qua thời gian. Đó, nhưng chất lượng như thế này và chúng tôi đã tuyển chọn rất kỹ những chiếc xe như thế này rồi, thì khẳng định với anh chị là các chị mua chiếc xe như thế này là rất lợi ích. Đấy, rất lợi ích. Đấy, dòng này thì nó tuyệt vời rồi, chả có gì phải nói cả. Tại sao mà các bác thấy trên thế giới thì những người đi xe này là đều là những người có điều kiện, có tiền và những người hiểu biết về xe và có quyền lực. Đó, chúng ta chỉ cần những người thông minh tiêu tiền thì chúng ta cứ làm theo họ là chúng ta sẽ có một cái giá trị thực sự các bạn nhé. Vậy thì bây giờ các bác nào thực sự quan tâm, một là đến đây khách sạn Trường Thành đây. Đó, đây là chúng tôi ở bên này, bãi chúng tôi bên này. Đấy, các bác nhé. Đấy, bãi góc này thì đây là cái cổng chào này, đầu đường An Định này, cạnh đường 5, quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng. Các bác cứ đến đây và nhìn sang luôn bãi bên kia là đến bãi chúng tôi luôn. Đấy, bãi 3.500 m², hàng trăm đầu xe. Đó, rất là dễ tìm. Đấy, đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương các anh chị nhé. Đấy, để chúng ta cầm lái trải nghiệm. Đấy, còn các bác nào không đến được thì alo cho Phúc Yêu. Đó, là 0935 32 33 33. Đấy, để có thể giao dịch chiếc xe này. Đấy, chúng tôi có thể vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Đấy, để các chị hết sức yên tâm. Đấy, các bác cứ ngồi nhà là có sản phẩm đến tận tay thôi. Đấy, nên các bác hết sức yên tâm. Vậy thì các bác nào thực sự quan tâm thì chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để cảm nhận về chất lượng chiếc xe một lần nữa. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. Vâng, chắc là trên toàn Việt Nam thì các anh chị không thấy một showroom nào có thể quay gầm, quay bệ cho các bác xem, đúng không ạ? Và chỉ có Xe Và Đam Mê thôi. Tại sao? Bởi vì máy móc gầm bệ nó làm toàn bộ bên dưới, nó tiếp xúc mặt đường hàng ngày, nó xảy ra va chạm, vùng miền nước muối và máy móc dầu mỡ chảy ngấm thì nó phải xuống dưới. Đấy, thì các bác lưu ý cho em, đây cái phần gầm của xe mẹc nó rất là tuyệt vời. Và các bác xem phần gầm thì mới thấy được cái giá trị của xe mẹc, đó là sự khác biệt nhé. Thì đầu tiên đây là cái thương lái này, các bác hiểu rõ cái thương lái của xe mẹc đây. Cái độ bền của nó thì cực kỳ cao, tới tem cái mác là còn nguyên bản này. Và cái vật liệu của nó thì vô cùng là cao cấp. Đấy, tại sao mà xe mẹc chúng ta không tìm giấy nó bị han mà cái gì nó cũng trắng tinh? Bởi vì nó là dòng xe cao cấp, mà nó là dòng xe đầu hàng đầu thế giới, nên nó được trang bị tất cả vật liệu là cao cấp các bác nhé. Đây là hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm thì nó giảm trọng lượng nhưng tăng độ cứng, và độ bền của nó thì không bao giờ bị han. Các bác có ngâm nước muối nó cũng không han được. Và con này nó zin thì đây, từ con ốc nguyên vạch sơn này. Đấy, và cái những cái giằng ngang này thì nó toàn bộ là tôn kẽm, nó là kẽm đây, các bác nhìn kẽm này. Kẽm thì không bao giờ han được. Đấy, tất cả từ con ốc nguyên vạch sơn và từ tem cái mác cỏ giảm sóc còn nguyên bản này. Và đặc biệt cái cục phanh các bác nhìn từ sơn này, zin nhé. Zin nguyên bản từ con ốc này. Đấy, nó đều có mã QR để các bác check nhé, và mã số này. Thì đó là giá trị của chiếc xe mẹc mà nhiều bác cứ lo rằng wow, nó hỏng rồi đồ đạc thế lọ thế kia. Thực sự là nó bền gấp trăm, gấp nghìn lần những cái xe bình thường phổ thông các bác nhé. Tại sao mà nó an toàn thì đây là lý do. Và máy móc thì đương nhiên là khô rong rồi. Đấy, chúng tôi mà tuyển xe, dòng xe này chúng tôi tuyển rất là kỹ. Đấy, cực kỳ là kỹ tính luôn các bác nhé. Đây này. Đấy, quá kỹ tính luôn đây các bác nhìn này. Nó chuẩn men mức độ như thế này để các bác thấy rằng đấy, những chiếc xe mà bên Xe Và Đam Mê làm việc là chuẩn men. Đấy, mọi cái đây, máy móc
Và các bác có thể thấy sự khác biệt thứ hai là những cái ống bô. Như cái dòng xe bình thường thì chỉ chạy 1-2 tháng là nó đã có dấu hiệu là han rồi và đỏ lừ rồi. Nhưng xe mẹt thì đây, bao nhiêu năm nó cứ như thế này thôi, vì nó là thép không gỉ. Các bác này, cái bô đây là nó dính cái đi đường, nó dính những cái nhựa vào đây. Đấy, thép không gỉ nhá. Và những cái cả gà học sàn này tại sao nó không có dấu hiệu han? Đấy, không bao giờ han mục mọt được, bởi vì nó là thép cường lực và chống mài mòn và chống gỉ luôn. Nó rất là cứng. Đấy, nên xe mẹc khi xảy tai nạn thì các bác đã thấy rằng những người ngồi trên xe mẹc đều được đảm bảo an toàn. Đấy, về tính mạng nó là sự khác biệt, nó là như vậy. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Đấy, bồ tất cả logo thương hiệu của mẹc là chuẩn men nhé, bô zin tất cả là zin nhé. Đấy, cái này bao nhiêu năm thì nó không hỏng được, nó xịn sò lắm các bác ạ. Vật liệu cao cấp xịn sò, logo thương hiệu của mẹc thì ở đâu cũng có, nó là tiêu chuẩn của mẹc rồi. Cách âm chống ồn tốt, và mẹc thì trang bị cầu sau, nó là cầu đẩy. À, tất cả những con ốc nguyên bản này, các bác ạ, nguyên bản này, chưa bao giờ tháo vặn nhé. Nó chuẩn men đến mức độ như vậy, và hệ thống càng thì sau là nó là đa điểm, thì những cái thanh treo của nó hoàn toàn cũng là hợp kim nhôm hết. Để các bác nhìn nhé, rất nhiều thanh treo để tăng cái độ cứng và sự ổn định và mềm mại của xe. Và những con ốc này còn nguyên bản Bạch Sơn nhà máy lắp ráp này, chưa bao giờ tháo vặn này. Đấy, các bác này, từ mã số này, đấy, tất cả này, bô này, đấy, các bác nhìn zin. Xe chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ luôn, và con này thì nó quá chất lượng rồi, miễn bàn rồi. Đấy, bô của nó đây, các bác nhìn nhé, logo thương hiệu của mẹc nhé. Đây tất cả này, chuẩn men nhé. Đấy, các bác nhìn đố, các bác nhìn thấy nó han được. Đấy, và đầu chassis đây để các bác khẳng định là không bao giờ bị đâm va. Đấy, đầu chassis cuối cùng nhé. Và cái ràng sau này, ràng sau này, phải đến đầu chassis bên này này. Đấy, thì để khẳng định các bác là xe chúng tôi chuyển không có chuyện đâm va, ngập nước thì kích. Đấy, là cái chuyện đó, đó là xe bán hàng luôn cam kết của bộ này, logo của mẹt nha, zin nha. Đó, các bác có thấy đó là sự khác biệt không ạ? Đây, còn trên thị trường thì có thể bán rất nhiều, nhưng khẳng định là những chiếc xe chất lượng mà các bác đang yên tâm, thì khẳng định là đến xe đam mê thì chúng tôi luôn luôn là những dòng xe tuyển chọn rất là kỹ và chất lượng. Đấy, tiền nào thì của ấy thôi. Còn các bác thích mua xe giá rẻ, có xe giá rẻ, nhưng đảm bảo với các bác là không cam kết với các bác về chất lượng đâu. Đấy, tiền nào thì của ấy. À, những chiếc xe như này thì chúng tôi cũng không thể mua rẻ được, nên là không thể bán rẻ được. Đấy, khẳng định các bác luôn nhé. Còn các bác nào mà yêu xe và đam mê thì yêu những dòng xe chất với những cái niềm đam mê thì cứ đến với xe và đam mê tại số 3 đường Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Và cảm ơn các bác rất là nhiều.